thành gan ra mặt khi Harry nhắc về nụ hôn kéo dài 3 tiếng với bạn trai cũ năm 16 tuổi. Lên chương trình Hành trình kỳ thú vừa lên sóng, Trấn Thành và Harry đã khiến Minh Triệu Kỳ Duyên cũng như khán giả ngã ngửa khi tiết lộ chuyện tình cảm mà cặp đôi giấu kín bấy lâu nay. Harry Trấn Thành quyết định về chung một nhà vào tháng 12/2016. Tới nay cặp đôi đã có 7 năm gắn bó đồng hành bên cạnh nhau. Trong suốt quá trình yêu tới khi kết hôn, Trấn Thành và Harry đã trải qua không ít những sóng gió. Tuy nhiên vượt qua nhiều sóng gió, cả hai vẫn tay trong tay. Mới đây là khách mời trong chương trình Hành trình kỳ thú với tiêu đề Nụ hôn đầu cùng với Kỳ Duyên, Minh Triệu và Lọt nghệ sĩ. Cặp đôi Harry và Trấn Thành đã có những chia sẻ hết sức bất ngờ khiến nhiều người sửng sốt. Ở chủ đề này đã khiến cả Minh Triệu và Kỳ Duyên đều hứng thú chuyện người nhưng ngại chuyện mình. Khi được Trấn Thành hỏi về nụ hôn đầu của hai đứa, đôi bạn này đã ngại ngùng và ngập ngừng vài giây. Sau đó khéo léo né tránh trả lời câu hỏi, rồi nhường phần đó chia sẻ cho vợ chồng Trấn Thành Harry. Trấn Thành đã chia sẻ một câu chuyện hài hước của bản thân rằng khi anh còn học lớp 5, đã bất ngờ tiến tới hôn bạn nữ cùng lớp. Vậy là bạn nữ đó đã về nói với phụ huynh của mình. Vị phụ huynh đó đã mắng vốn mẹ của anh, rồi nam MC nổi tiếng đã bị ăn đòn. Nghe vậy, Harry trố mắt hỏi ngay chồng mình đã hôn ở đâu, như thế nào. Khi lúc ấy Trấn Thành chỉ mới học lớp 5, cô còn phản ứng hài hước hỏi chồng, trời ơi bị điên hả, tại sao hôn? Cô liền bồi thêm một câu nữa, làm cả căn phòng ngập tràn tiếng cười. Khi chỉ tay vào Trấn Thành vừa phán, dễ sợ thiệt, từ nhỏ mà mê gái quá. Trấn Thành cho biết lúc ấy anh chỉ dám hôn má của bạn nữ. Nhưng Harry vừa thở vào nhẹ nhõm không bao lâu thì liền hốt hoảng một phen khi Trấn Thành không ngại tiết lộ bí mật tình trường của mình. Anh cho biết nụ hôn môi đầu đời của anh là vào năm lớp 9 với đàn chị lớp 12. Sau chia sẻ, cả Harry, Kỳ Duyên, Minh Triệu đều há hốc trầm trồ. Trấn Thành bộc bạch, từ nhỏ tôi đã thích lái máy bay rồi, đến bây giờ vẫn là lái máy bay. Về phần Harry, cô thẹn thùng tiết lộ rằng bản thân đã mất nụ hôn đầu vào năm 16 tuổi. Nghe vậy Kỳ Duyên đã trêu chọc đàn chị nói rằng như vậy là em nghĩ sai về chị mất rồi. Harry liền phản bác rằng lúc ấy cô còn rất ngây thơ và mất 6 tháng mới dám nắm tay bạn trai cũ. Đến nay Kỳ Duyên cũng đã lập tức nhờ Harry đính chính thông tin trên báo viết rằng Harry đã có nụ hôn 30 phút. Mỹ nhân Hàn Quốc không ngại phản bác thông tin trên. Cô đính chính rằng nụ hôn kéo dài 3 tiếng và diễn ra ngay lập tức tại công viên Hoàng Văn Thụ. Ngay lập tức, Trấn Thành đã đứng hình ngơ ngác nhìn vợ mình. Anh cho biết, cưới nhau 7 năm nhưng phải nhờ chương trình Hành trình kỳ thú, anh mới biết được câu chuyện này của vợ mình. Song song đó, Trấn Thành đã rất nhập tâm sau khi nghe Minh Triệu Kỳ Duyên bàn về cách yêu vợ sắp cưới của nam thí sinh. Anh chia sẻ, tôi đã nói thẳng với truyền thông rằng tôi và người mau chán, Harry cũng biết điều đó. Vậy nên vợ chồng tôi rất mừng vì có thể kéo dài cuộc hôn nhân 7 năm này. Harry liền đồng tình cô đùa rằng đối với Trấn Thành, 7 năm yêu nhau đã là kỳ tích. Trấn Thành cũng giải thích vì sao kỳ tích rằng tôi và Harry quá dễ dàng để đến được với nhau. Ai cũng có thành công riêng, ai cũng muốn có nhiều hơn, vậy nên cũng dễ buông bỏ nhau chứ. Nhưng mà vợ chồng tôi trân trọng từng giây từng phút khi ở bên cạnh nhau. Nhân dịp cảm xúc đang dâng trào, anh đã xúc động nói với Harry Won rằng cảm ơn những chuyện đã xảy ra với tôi để tôi có thể gặp được Harry Won. Kết thúc lời, anh và Harry đã không kìm được mà trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của Kỳ Duyên và Minh Triệu. No!